Em Chiến xin chào tất cả các bác nha. Đây là con CD khủng long bạo chúa của Đền Nông. Những con này rất là hiếm nha các bác. Và nó có một cái vị điệp rất là thanh thoát, có nghĩa là nó đây này, các bác có thể thấy được phía trên nó này, nó là xung quanh nó là một bảo vệ một lớp gỗ, vỏ gỗ, nói chung là vỏ gỗ mà dạng piano, và trên những cái cây đàn mà cao cấp á nha các bác, cây đàn mà đàn piano đó. Rất là đẹp nha, bóng lưỡng luôn. Nó nặng khoảng 25 kg, nó như một cái âm ly nha các bác. Các bác thường bắt gặp là model là 1650GL, rồi tới cái model là 3500. 1650 này, 3300 này, rồi tới 3500, 3500 là hết số nha các bác. Đây là model RG cao cấp nha. Đây các bác thấy rất là dày và rất là to và rất là nặng. Chạy 4 con DAC. Tiếng con này thì khổ với bạn. Và hiện tại thì em chỉ còn một con này nha. Và giá là 17 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship, còn catalog và khiển cho các bác luôn. Nó rất là mới. Bóng 7 nha, rất là phù hợp với các bác đang sở hữu những bộ vàng high-end và có thể nghe nhạc vàng. Những dòng Đền Nông model này nghe nhạc vàng rất là hay, tại vì tiếng rất là ấm áp. Đặc trưng của dòng Đền Nông thì nó dài tiếng và dài bass nó rất là trầm. Nó là mạch vàng gold phay xước nha các bác. Máy rất là mới này. Đây, nếu mà chúng ta muốn mở cái này ra, chúng ta phải bấm bằng nút DOR. Đấy. Trong này thì chúng ta tính được volume đầu ra này và chuyển kênh digital. Cổng optical đấy. Đây là cổng cái bấm bài này. Bài 3 này, nó sẽ chạy bài 3 nha các bác. Đấy. Nếu có cục dùng khiển thì chúng ta không có dùng cái này nha. Bấm bài 8. Mắc mũi đọc tuyệt vời, đặc trưng những dòng của đời này là nó chạy với mắc từ của Sony hết nha. Nên là cái tốc độ đẹp nó rất là nhanh, nó không khác gì Sony hết nha các bác. Này cơ ra vô rất là êm ái, nhẹ nhàng, bộ cơ rất là đẹp. Đấy, bác yêu thích con này, vừa nghe hay vừa trưng bày á, nó đạt cái tiêu chí là vừa khủng vừa hay. Những con này nó hiếm đó nha các bác. Đấy. Nó trang bị hầu như đầy đủ với các cổng nha. Hai con bông sen, con ba lăng vân vân, còn hai chân luôn nha. Đây rất là mới, điện 100V nha các bác, 100V. Bác nào lấy liên hệ cho em nha, một em duy nhất nha. Những con cao cấp thì bên em chuyển rất kỹ lưỡng nha. Để các bác xem sửa cho mình một sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn cao nhất có thể, thì bên em luôn kỹ lưỡng trong việc tuyển chọn những sản phẩm hàng bãi, tuy nó đã hàng đã qua sử dụng nên mà thật sự thì những sản phẩm này bên nó đa số là hàng trưng bày, hàng tồn kho thôi nha các bác. Nước ngoài người ta ít, rất ít xài, những con về nó còn cả bóc tem chưa sử dụng luôn nha. Vâng, các bác yêu thích thì liên hệ cho qua hai số điện thoại này để chốt hàng. Các bác ở xa cọc tiền thì cọc cho em khoảng 2 triệu nha. Còn các bác là chuyện không đủ thì em sẽ bớt vài trăm, vân vân. Điều đó là cái điều đương nhiên. Hoặc là em sẽ tặng cho các bác bộ giá AV nếu chuyện không đủ. Còn cọc tiền thì vẫn giá đó nha các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.